Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Bầu đức đã lên tiếng vì sao cho con cưng Công Phượng gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh? Bầu Đức mới đây đã có những chia sẻ về việc quyết định cho công phượng về khoác áo Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn 1 V-League 2020. Chiều tối ngày 21 tháng 12, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận thông tin họ đã có được sự phục vụ của tiền đạo công phượng ở giai đoạn 1 V-League 2020. Được biết số tiền mà đội chủ sân thống nhất bỏ ra để giải phóng nửa năm hợp đồng của công phượng với câu lạc bộ Saint Children là 100.000 euro, tương đương 2,5 tỷ đồng. Sau thông tin trên đã có nhiều luồng ý kiến nghi vấn, Công Phượng sao không quay về cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai mà trở thành tân binh của Thành phố Hồ Chí Minh? Bầu Đức mới đây đã lên tiếng giải thích nguyên nhân vì sao ông cho đứa con cưng về đầu quân cho câu lạc bộ Sài Thành. Như tôi đã nói từ lâu, Hoàng Anh Gia Lai không có tham vọng vô địch V-League nên việc Công Phượng quay về Việt Nam thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ hiểu thôi. Thêm nữa, tôi làm việc này là vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam. Năm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự sân chơi AFC Cup, họ cần lực lượng mạnh để thi đấu. Tôi có con người thì đóng góp công sức chung cho bóng đá nước nhà đi ra sân chơi châu Á được mạnh hơn. Tôi thích thì tôi làm thôi. Ngoài lý do vừa được bầu Đức giải thích ở trên, giới chuyên môn và người hâm mộ cũng rất quan tâm đến việc bầu Đức có tạo điều kiện cho Công Phượng khoác áo thành phố Hồ Chí Minh hết mùa giải 2020 hay không. Người đứng đầu tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết Trước mắt Công Phượng cứ quay về thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh hết giai đoạn 1, mùa giải 2020. Việc tôi có quyết định cho Phượng chơi cho thành phố Hồ Chí Minh hết mùa hay không sẽ có thông tin sau. Lúc này hai bên vẫn còn đang làm việc. Như vậy Công Phượng sẽ thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu mùa giải 2020. Tại đây anh có dịp tái ngộ với hai đồng đội cũ một thời ở Hoàng Anh Gia Lai là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương. Báo Hàn Quốc UAE bổ nhiệm tân huấn luyện viên trưởng Jovanovic để bắt kịp Việt Nam. Tờ MK của Hàn Quốc nhận định đội tuyển UAE bổ nhiệm tân huấn luyện viên trưởng Ivan Jovanovic để nhằm đuổi kịp Việt Nam tại bảng G, chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Ông Ivan Jovanovic, sinh năm 1962, là người Serbia. bi. Trong sự nghiệp thì ông từng dẫn dắt câu lạc bộ Apoen 4 lần vô địch đảo ship và một lần vào tới vòng tứ kết UEFA Champions League Mùa 2011-2012, ông Ivan Jovanovic được bổ nhiệm với tham vọng giúp đội tuyển UAE lấy lại hình ảnh tại vòng loại World Cup 2022, nơi đội bóng Tây Á đã rơi xuống vị trí thứ tư bảng G sau những thất bại trước Thái Lan và Việt Nam. Hiện tại thì UAE đang có 6 điểm kém đội tuyển Việt Nam 5 điểm trên bảng xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022. Đoàn quân của tân huấn luyện viên Ivan Jovanovic sẽ còn thi đấu 4 trận nữa gặp lại Malaysia Indonesia, Thái Lan và Việt Nam trong năm 2020. Với lịch thi đấu như vậy, tân huấn luyện viên Ivan Jovanovic có nhiệm vụ phải giúp đội tuyển UAE bắt kịp Việt Nam trên ngôi đầu bảng. Lợi thế khá lớn đang nằm trong tay đội tuyển UAE khi họ sẽ tiếp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trên sân nhà. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển UAE và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Khi đó, huấn luyện viên Ivan Jovanovic sẽ có dịp so tài với huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã gián tiếp khiến huấn luyện viên tiền nhiệm Bert Van Marwijk mất việc ở trận thua 0-1 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Truyền thông Jordan đánh giá thế nào về U23 Việt Nam? Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, truyền thông Jordan đã có một số bài viết đánh giá về sức mạnh của U23 Việt Nam hạt giống tại bảng C. Theo đó, họ cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với U23 Jordan. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Jordan đã rơi vào bảng C, nơi có sự hiện diện của U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Ở bảng đấu này thì U23 Việt Nam chính là hạt giống và hiện cũng đang là đương kim á quân của giải. Trong khi đó cả U23 Jordan, U23 UAE và U23 Triều Tiên đều được đánh giá là những đội bóng có thực lực đáng gờm. Trước khi giải đấu tại Thái Lan diễn ra, truyền thông Thái Lan đã có những bài viết nhận định về tương quan lực lượng của bảng đấu, trong đó đánh giá rất cao U23 Việt Nam. Theo đó họ cho rằng đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt chính là đối thủ đáng gờm nhất đối với U23 Jordan. Đầu tiên, trang Petra viết, Kết quả bốc thăm đưa U23 Jordan chung bảng D với U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Triều Tiên. Xét về tình hình lực lượng, rõ ràng là U23 Việt Nam là thách thức lớn nhất với chúng ta ở vòng bảng. Họ bước đến giải lần này với tư cách Á quân U23 châu Á 2018 và nền bóng đá Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ. Trang Asabel cũng bình luận, U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh, họ vào chung kết giải đấu gần nhất ở Thường Châu Trung Quốc. Ở giải lần này, rồng vàng lại được xem là ứng viên cho một trong hai chiếc vé tứ kết tại bảng D. Có thể nói, huấn luyện viên Ahmed Abdul Kader đang đối diện với nhiều áp lực trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ Olympic Tokyo 2020. Mới đây, huấn luyện viên Ahmed Abdul Kader đã công bố danh sách triệu tập 23 cầu thủ Jordan cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong danh sách này, ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá Jordan là Musa Antamari đã không thể góp mặt Musa Antamari được mệnh danh là Messi của Jordan. Anh hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ ở châu Âu là Apoel và vừa góp công giúp đội bóng này vượt qua vòng bảng Europa League. Tuy nhiên, do vòng chung kết U23 châu Á không thuộc FIFA Days, nên câu lạc bộ chủ quản đã không đồng ý nhả Musa Antamari trước ngày 13 tháng 1 vì bận thi đấu. Báo Thái Lan, kẻ ngu mới nói U23 Việt Nam không thể đến Olympic. Có thể bạn chưa biết, Hoàng Đức và Đình Trọng đều vắng trong quá trình giành tấm vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017, nhưng cả hai lại có mặt tại giải U23 châu Á 2020, vòng loại Olympic Tokyo 2020. Khi U19 Việt Nam làm nên lịch sử khi thi đấu xuất sắc tại giải U19 châu Á để lần đầu tiên góp mặt tại giải U20 World Cup, những ngôi sao ngày đó đang là trụ cột của U23 hiện tại như Đình Trọng, Tấn Sinh, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Trinh hay Văn Hậu. Mặc dù bị loại từ vòng bảng, nhưng những gì mà U20 Việt Nam làm được đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ. Có thể nói rằng đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2020 chính là lứa cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhất so với những năm trước, đặc biệt là Quang Hải, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Đức Trinh, đây đều là những nhân tố chinh chiến hết sân chơi này đến sân chơi khác. Mới đây người hâm mộ đã phát hiện ra một điều thú vị là khi 3 năm trước tại giải U19 châu Á, Hoàng Đức và Đình Trọng đều vắng mặt nhưng họ đã kịp trở lại trong vòng chung kết. Đến với U23 Châu Á vòng loại Olympic Tokyo 2020, Đình Trọng cùng Hoàng Đức sẽ cùng đồng đội tham dự để mang tấm vé đến Olympic Tokyo về với Việt Nam. tờ Sam Sport của Thái Lan đã phát hiện ra nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự U23 Châu Á 2020 chính là lứa cầu thủ chinh chiến ở U20 World Cup 2017. Họ cho rằng rất khó để cản bước U23 Việt Nam làm nên lịch sử một lần nữa. Không hề ngẫu nhiên mà U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Những cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng hay Đức Trinh là những trụ cột của U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017. Tại U23 châu Á 2020, họ hoàn toàn làm nên lịch sử thêm một lần nữa. Chỉ có kẻ ngốc mới nói rằng họ sẽ không thể lặp lại thành tích cách đây 2 năm. Phương Lê thì nói, Hoàng Đức tuy không tham gia vòng chung kết U19 châu Á năm đó, nhưng cũng kịp có mặt ở U20 World Cup nhìn lại cả chặng đường đó rõ ràng là mồ hôi nước mắt chứ không phải ngẫu nhiên may mắn gì cả các em này có năng lực thực sự nên từ giải đó về sau này chúng ta thành công liên tiếp và mang lại hiệu ứng rất tốt cho bóng đá việt nam được quan tâm chăm sóc được đãi ngộ hình ảnh cá nhân thì có giá trị hơn được các câu lạc bộ nước ngoài quan tâm các giải giao hữu chất lượng chào đón hơn hy vọng các em sẽ đi sâu tận dụng được lợi thế của mình và tiếp tục phát triển chưa đừng vụt lên một lứa rồi lại tàn thì buồn lắm Trịnh Hương Anna thì bình luận, Hoàng Đức không đá U19 châu Á nhưng có mặt ở U20 World Cup, đình trọng cũng vậy. Đức ghi dấu ấn bằng pha bỏ lỡ khó tin ở trận gia quân sau đường chuyến như đặt của bé Trinh, dĩ nhiên thì Đức giờ đã khác rồi. Còn Trọng ỉn ghi dấu ấn bằng một thẻ đỏ ở lượt trận thứ hai gặp U20 Pháp, và cũng dĩ nhiên là Trọng đã khác như thế nào thì ai cũng thấy rồi, lần này đến U23 châu Á chúng ta cũng có cả Trọng và Đức. quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.